thấy đóng hàng đó. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Hoàng Tuấn để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai. Đó. Phôi mai đế đẹp không quý vị? Để web ha. Với là hai cái mai tàn nha quý vị. Đây đẹp quá ha. Đây chào em. Em chào thầy ha. Cùng chú chị mình trên toàn quốc ha. Nay em có hai cây mai tàn với 23 cây phôi lên giao lưu của chú chị mình ha. Này mai giáo Thủ Đức hình thức làm dẫn bộ sống ship toàn quốc ha. Số mời là 0332793171 cũng là số Zalo em nha. Ở quy định chạy gạo Tiền Giang của chú anh chị. Có hai cây tàn em bao ship 200 cây của chú anh chị ạ. Rồi. Cái mã số đầu clip này là mã số là 70 mấy đây em? 76 anh. 76, một em tàn mã số 76. Cái tán ngang thì này chắc khoảng 1m7, 1m8 không quý vị ơi. Còn cao thì chắc khoảng tầm 2m đi ha, chứ ở ngoài thì nó hơn nha quý vị. Mình báo là báo có trường hao lại rồi đó. Rồi, từ từ nha. Để quý vị mình ngắm nghía từ trên đỉnh xuống đi ha. Đây, đọc chủ nó trên đây ha. Đó, mình rà mã xuống nè quý vị ơi. Từ từ xuống ha. Tay cành nè quý vị ngắm nghía kỹ nha. Đó, mình sàn. Thấp thần thấp nha. À, dưới đây 4 tay cành là chủ lực, cái dưới đây là chia đều 4 hướng ha, đẹp ha. Thoát thân 10 à cô chú chị. Thoát thân 10. Tay cành à. Tay cành được 16 ha. 16 là 4 tay cành chủ lực nha, chia đều 4 hướng luôn. 33 hoành. 33. Đường kính bầu nè, đường kính bầu 70 ha cô chú anh chị. Rồi. Cái nồi đế là cái bầu luôn nè. Nồi đế nó tầm 1m8 rồi cô chú chị. 1m8. Cái nồi đế ha. Rồi, đi ăn vòng chú viện ngắm nghía kỹ đế nha ngơ quý vị. Cái này bộ đế bàn sắp rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đều như sắp vậy ha. Đế đều như sắp luôn. Cái này quý vị mà trồng vài năm nữa mấy đế này nó bự lên cái còn thấy khích hơn nữa ha. Để trải đều luôn. Dạng xương cành ha, 4 tay cành đẹp ha. Thì đều 4 hướng luôn. Vậy nghĩa là xương cành lành nữa ha. Cái này em bao ship 200 cái số nha cô chú anh chị. Một cây lớn quá không có ship toàn quốc được ha. Giá luôn nhiêu em? Rồi, mã 76 này em giao luôn giá 5,5 triệu rồi cô chú chị. Rồi, 5,5 triệu, bao ship 200 km ha. Rồi, qua cây 77 ha. Rồi, 77 ở bên đây. Một cây trực xù hả cô chú chị. Này cao chắc khoảng tầm 1,5 m, 1,6 m vậy quý vị ơi ha. Tán ngang thì cỡ 1,7 m ha. Một sải tay còn dư nhiều luôn. Đây, đọc chủ nữa ha. Về cái đây về nó quý vị mình chừa mình lấy lại cái đỉnh ha. Ở đó bị sâu đục ha cô chú chị. Nó lên lại tượt nhóc rồi đó. Về nữa lấy lại ha. Rồi, thân cành đây. Này thân cành ngang. Khích nữa ha. Trong cây này thì nách xù bể quá ha. Rất là nhiều nha chú anh chị. Nó bể bể vậy quý vị. Từ đỉnh đó xuống dài xuống ngang luôn nè. Bể xù trần ha. Xù nách trần nè. 31 hoành. 31. Thoát thân. Thoát thân 15. Cúc cành 15 mắt chú chị. Rồi. Cái này đang bể thân rất là mạnh nha cô chú anh chị. Đó. Dài lên tới đột luôn ha. Quay cái đầu bể nách này quý vị. Lát nữa quay để sao ha. Dạy lên trên luôn. Cành đều ha. Rồi để đây quý vị. Để cộng lực sẽ kính bầu trên này nè. Kính ở trên này ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Má 77 cây xù này giao lưu giá 5,5 triệu ha. Chip cũng 200 luôn ha. 200 cây số rồi, chú chị ạ. Rồi. Đồng qua phôi nhưng quý vị. Vô tục là phôi ha. Chúng có hai cái tàn trực thôi, chú chị ạ. Đây, phôi quý vị ạ. 78 ha. Cao 38.
21 hoành. Đầu 6 luôn. 30. 6 30 luôn. Rồi, cho luôn nhiêu em? Má 78 này 550 ha. Đó, 550. 79. Cao 53. 19 quanh. Rồi, xe xe luôn. Rồi, để luôn nha quý vị. Luôn nhiêu em? 379 450 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn nha quý vị. 80. Cao 36. 18 quanh. Đầu 6 là 30 ha. Rồi, xoay xoay luôn. Đó, 6. 6 dài luôn ha. Kính mít nè quý vị ơi. Rồi, giá luôn nhiêu đen? Rồi, mã 80 500 ha. Rồi, xuống cây luôn, 500. 81. Cao 38. 20 quanh. Đầu 6 là 3 tấc 2 ha. Để đâu gì ơi. Kẹo ha, sổ dài luôn ha. Rồi, giá luôn như đem. 81 nhậm giá luôn 550 ha. Rồi, 550. Tiếp tục luôn. 82. Cao 19. 17 quanh. Rồi, để đây. Rồi, giá luôn như em. 82 này giá luôn giá 350 ha. Rồi, xuống cây luôn, 350. 83. Cao 36. 15 quanh. Rồi, quanh 15. Rồi, để luôn nha quý vị. Rồi, cho luôn nhiêu em? 83 này giá luôn 400 ngàn ha. Rồi, xuống cây 400. 84. Rồi, 84 nha quý vị. Cao 1m là 5. Em đo đây ha. 25 quanh. Rồi, quanh 25. Tại cạnh đặt luôn nè. Đó. Rồi, vô đế như vậy. Đế cũng đặt đế luôn nè. Công lực không nha quý vị. Rồi, giá luôn như đem. Rồi, 84 này mới luôn 600 ha. Rồi, xuống cây luôn, 600. Rồi, tiếp tục luôn. Chân dài dữ nha. 85. Công lực, tại cạnh đều luôn. Cao 74. Hoành 26 hoành. Đầu 6 là 3 tấc 4 ha. Rồi, hoành 26. Tay cành đẹp luôn. Diện mấy kỹ em này ha. Cái dạng xương cành ở trên. Ok ha, đế sẩu dài. Dài nãy đo được là đã tới 34 luôn quý vị. Cộng bắp luôn ha. Kính đế. Rồi, giá luôn như đây. Rồi, mà 85 này em giá luôn 1,2 triệu ha. Rồi, giá yêu thương ha, đẹp rẻ luôn. 86. Cao 75. Rồi, cái hoành dưới đo ngay đó là nhiêu? Cái này là 25 ha. 25. Đó giống như cục sụ ha, mà không phải sụ như cái gì. Nó lục cục, nó sần sụ vậy đó. Để nè. 25 hoành cấn chắc tính chừng 22 đi cô chú anh chị ơi. Nó dễ nha. Đây đẹp ha. Giá luôn nhiêu em? Rồi, 86 này em giá luôn giá là 450 ha. Rồi, 450. Đây thương. 87. Hai mình chốt gấp quý vị, quý vị mà có nhà ý chốt số lượng nhiều quý vị có giá sỉ luôn nha quý vị. Cao 63. 25 quanh. À, giá lẻ bán lẻ mà nó rẻ vậy rồi mà quý vị chốt sỉ nó càng rẻ hơn nha quý vị. Quý vị cứ mạnh dạn mình alo thương lượng giá với nhau ha. Rồi. Giá luôn như đem. Rồi 87 450 ha. Rồi, xuống cây luôn, 450. 88. Cao 44. Chân dài dữ nha. 14 quanh. Đầu 6 2 tấc 6 ha. Rồi, giá luôn như em. Rồi, 88 350 rồi chứ. Rồi, xuống cây, 350. 89. Cao 30. 14 quanh. Đầu 6 2 tấc 6 ha. Rồi, để đây. Rồi, giá luôn như đây.
89 350 của chú anh chị. Rồi xuống cao luôn, 350. 90. 90, một em chân dài nữa đây quý vị ơi. Cao 54. 24 hoành. Chân dài này quý vị đẹp quá. Đầu 6 là 3 tấc 6 ha. Kính đó ha, sậu dài mà kính luôn. Đó, giá luôn như đây. Rồi, mã 90 thì giá luôn giá 750 ha. 750. Rồi, đẹp rẻ luôn. 91. Cao là 79. Hoành là 21 ha. Có cái cũ nè. Cũ là 40. Rồi. Đây, cái cũ đây. Nguyên cái cũ chú anh chị. Cũ này đẹp quá ha, nhõng 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 lên đó nè. Con gì con gì chứ. Rồi, số luôn nha em. Rồi, 91 này mới luôn 600 ngàn ha. Rồi, 600 quý vị. 92. Số 82. 92 ha, có chú anh chị. 92, mà số 92 quý vị ơi. 60 cao. 27 hoành. Rồi. Để kính mít ở trần. Rồi, vô luôn nhiêu đem? Rồi, 92 đem vô luôn 650 ha. 650. Rồi, xuống cây luôn. 93. Rồi, 93 đây. Cao 30. 22 hoành. Rồi. Để đây rồi quý vị. Đặt luôn ha. Kính bầu luôn. Rồi, giá luôn như đem. 93 550 của chú chị. 550 nha. 94. 94 luôn. Cao 65. 23 hoành. Rồi, hoành 23. Đầu sổ 2 tấc 8 ha. Đây, sổ dài 28 luôn. Cũng miên man ha. Rồi, giá luôn như đây. 94 này luôn 500 ha. 500. Rồi, xuống cây luôn. 95. 5 đây. Cao 83. 22 hoành. Rồi, cụ nạc. Cụ là 40 ha. Cụ nạc nở 40 luôn. Cụ chẳng quá vậy. Đây, trải đều dưới luôn ha. To lắc ở trên cũng đẹp, tay cành cũng ok nữa nè. Đó. Rồi, giá luôn như em. 95 này giá luôn 600 ngàn ha. Rồi, 600 cái gì? 96. Rồi, 96 đây. Cao 40. 18 hoành. Rồi, để luôn. Cái bộ chân khá đẹp thưa chú chị. Rồi, bộ áo xuống ha. Rồi, giá luôn như em. Rồi, 96, 350 ha. Rồi, 350 ngàn. 97. Cao 30. Hoành 17. Đầu sổ là 2 tấc 8 này đẹp nha quý vị. Nhìn tổng thể đẹp quá nè. Đó, cây lật lượng dáng ha. Vô cái chậu lục giác này chơi ha. Đẹp nha. Đế thân cành thì cũng đẹp quá vậy nè. Rồi, giá luôn như em. Rồi, 97 550 rồi chứ. Rồi, 550. 98. Cao 35. 19 hoành. Rồi, để luôn. Rồi, cho luôn như đây. Rồi, 98 này vô luôn 350 ha. Rồi, 350. Rồi, tiếp tục luôn. 99. 99 cây bự nè. Cao 54. Hoành neo 29 ha. Rồi, 29 hoành. Đầu sổ là 30. Sổ 30, hoành thì 29. Để sổ cộng bự đều bầu luôn. Hoành to 29 nha quý vị. Rồi, giá luôn như đây. Rồi, mã 99 em giá luôn 1,5 triệu ha. 1,5 triệu. Đó, một em trực đế nôm whip. Hoành 29, giá 1,5 triệu. Số 100 ha. 100 cây bự nữa đây. Cao 93.
quanh này cũng bự nè, hoành neo 32 hoành ha, 32 hoành, một em trực này là xương ngang luôn nè. Cái này cái nách này cũng tương lai lắm mà nhận quý vị nè. À, còn cái củ đế cái nách nè, chị. À, củ đế nè. À, rồi cho luôn như đem. Rồi, mà số 100 này em vô luôn giá 1.7.000 à ha. 1.7.000 quý vị, giá mềm ha. Cây to luôn cô chú chị. To mà nách thì nó bể trơn ha. Rồi, cũng là cây cuối cùng của clip ha. Rồi cuối clip mong quý chú anh chị xem hết clip, thích cái nào ủng hộ cho em cái đó ha. Cảm ơn quý chú anh chị rất là nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.